Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của công ty Hồng Ký. Sau khi siêu phẩm mới nhất MMA 200 Pro ra mắt thì đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ từ quý khách hàng, và đó cũng chính là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu cho ra đời những sản phẩm tốt hơn, hiện đại hơn để phục vụ quý khách hàng. Quý vị thân mến, ở video trước chúng tôi đã giới thiệu về máy hàng quay điện tử MMA 200 Pro, thì ở video này chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách lắp đặt cũng như là vận hành máy một cách chi tiết để quý vị có thể sử dụng máy dễ dàng và an toàn hơn. Và trước khi hướng dẫn cách lắp đặt máy, tôi xin giới thiệu một lần nữa về cấu tạo ngoại quan của MMA 200 Pro. Ở mặt trước của máy gồm có nút bật nguồn, đồng hồ hiển thị dòng hàng, đèn báo quá nhiệt, nút điều chỉnh dòng hàng, nút bật chức năng chống giật. Chức năng chống giật là gì? Là khi chúng ta làm việc trong môi trường ẩm ướt, bật nút này lên thì điện áp sẽ giảm xuống để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt trong mùa mưa này, nếu sử dụng máy có chức năng chống giật thì sẽ rất an toàn. Và quý vị cũng lưu ý là khi chúng ta bật công tắc chống giật lên thì đèn sẽ sáng, nhưng đèn sẽ tắt trong quá trình hàng. Tiếp theo là đầu ra cực dương, đầu ra cực âm. Ở mặt bên của máy có logo Hồng Ký, tên máy hàng. Ở mặt sau của máy gồm dây cắp nguồn, quạt tản nhiệt, chốt dây nối đất. Quý vị ơi, và một điểm đặc biệt của MMA 200 Pro tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là dây hàng. Đầu tiên là dây kìm hàng, đây là dây kẹp mát, và cả hai dây đều là dây hàng đồng 100% từ Hàn Quốc. Dây kìm hàng 5m, dây kẹp mát 2m, tổng chiều dài là 7m. Oh wow, với chiều dài như vậy thì quý vị thoa hồ mà kéo luôn quý vị ơi. Và tôi muốn bật mí một điểm đặc biệt nữa, đó chính là đây là dây hàng dài nhất kèm theo máy tính đến thời điểm hiện tại trên thị trường. Tính đến thời điểm hiện tại, MMA 200 Pro là máy hàng quay điện tử cao cấp nhất của Hồng Ký. Chính vì thế nó sở hữu rất nhiều tính năng vượt trội, và hai tính năng đặc biệt là mồi lửa nhanh Hotstar. Khi chạm que hàng để mồi lửa, máy tự động tăng cường dòng điện cực đại giúp dễ dàng mồi lửa và mồi rất nhạy, đặc biệt giúp hàng tốt trong các điều kiện vật liệu ẩm, que hàng ẩm, bề mặt vật liệu không được sạch. Tự động bù hồ quang Art Fox. Trong suốt quá trình kéo que hàng sẽ bị ngắt quãng hay bị dính que, hàng máy sẽ tự động cung cấp một dòng điện cực đại để bù hồ quang. ArcFox hỗ trợ ổn định hồ quang, ngăn hồ quang bị ngắt quãng trong khi hàng, tạo đường đều, đẹp, chống dính que hàng. Quý vị ơi, cách lắp đặt MMA 200 Pro rất đơn giản quý vị nha, nhưng mà phải lưu ý một điều, chúng ta phải tắt máy trước khi kết nối với dây kìm hàng và dây kẹp mát quý vị nhé. Đầu tiên, kết nối bộ dây kìm hàng với cực dương của nguồn đầu ra. Quý vị lưu ý là phải xoay cùng chiều kim đồng hồ và phải siết thật chặt. Tiếp theo là kẹp mát sẽ kết nối với cực âm của nguồn đầu ra. Quý vị cũng lưu ý là phải siết thật chặt và xoay cùng chiều kim đồng hồ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tùy vào từng loại que hàng mà kìm hàng và kẹp mát sẽ kết nối phù hợp với cực dương hay là cực âm. Sau khi lắp đặt, chúng ta đấu nối dây cắm trực tiếp vào cầu dao. Mở công tắc nguồn cho máy. Sau đó lấy kẹp mát kẹp vào vật hàng. Còn que hàng lắp vào kìm hàng. Ở đây kỹ thuật của chúng tôi sẽ điều chỉnh dòng hàng 200A và que hàng 4 ly. Các bạn có thể thấy là máy hàng que điện tử MMA 200 Pro hàng rất đã, độ ngấu sâu và hàng rất sướng tay. Và chất lượng mỗi hàng theo như quý vị thấy rất đều và đẹp. Quý vị thân mến, vậy là hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về cách vận hành cũng như là lắp đặt máy MMA 200 Pro. Và hy vọng sau video clip này quý vị sẽ sử dụng máy an toàn và dễ dàng hơn. Nếu quý vị quan tâm đến sản phẩm, vui lòng nhấc máy gọi đến tổng đài của chúng tôi 1900 63 65 36. Hoặc có những thắc mắc nào, quý vị vui lòng comment phía bên dưới hoặc truy cập vào trang web www.hongky.com và like, subscribe để theo dõi những video mới nhất của Hồng Ký nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi yêu nghề hàng.